Trong năm học mới 2024-2025, di tích quốc gia nhà lao Thiếu Nhi Đà Lạt chính thức được đưa vào tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng lớp 4, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước của học sinh Lâm Đồng. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng lớp 4 giúp học sinh khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại đất và người Lâm Đồng với sáu chủ đề. Di tích quốc gia nhà lao Thiếu Nhi Đà Lạt được đưa vào giới thiệu tại chủ đề 4 trong chủ đề này hoạt động khởi động yêu cầu học sinh chọn và mô tả một di tích hoặc khu du lịch em thích ở tỉnh lâm đồng hoạt động khám phá yêu cầu học sinh tìm hiểu di tích quốc gia nhà lao thiếu nhi đà lạt về vị trí thời điểm xây dựng mô tả chi tiết một số hình thức đấu tranh của các tù nhân thiếu nhi thời điểm di tích nhà lao thiếu nhi đà lạt được công nhận là di tích quốc gia yêu cầu học sinh tìm hiểu về một số hoạt động và mục đích các hoạt động ấy của học sinh lâm đồng tại nhà lao thiếu nhi đà lạt chủ đề về di tích quốc gia nhà lao thiếu nhi Đà Lạt trong tài liệu còn cung cấp 10 hình ảnh và hai nội dung liên quan đến di tích. Giúp học sinh tìm hiểu về di tích quốc gia nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, địa chỉ đỏ trên thành phố Hòa, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước của học sinh Lâm Đồng.